rồi tình nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nói nên chọn đời để kể lại em bằng con tim một người yêu em. Chưa lắng chắc giờ gió núi xô sóng khơi tan vỡ, nên tôi nghẹn lời đến cuộc đời chọn phần em. Lòng khi rời con lòng thầy cố đi đến xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi em ơi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hạnh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019, Hạnh Nguyễn rất mừng được đón em đây ở Hải Phòng lên nắp một bộ hát karaoke chuyên nghiệp đẳng cấp với giá trên 30 triệu. Đây chính là em đây ở Hải Phòng thì bộ ghép này như sau: một là BB Mát 50, có một đen là 2012 tép kèn Việt Nam từ 17 hoặc 76, nguyên liệu làm dầu, và bộ này anh liên kết với một chiếc lân tiếng hay là P28, một chiếc Mixua X2, một chiếc vang số Villa X6 và cụ đẩy BOCG AC4850 4 cây, chơi một quả súp DMX50. Đây quả súp được gọi là quả bom tấn trong ngày karaoke. Nó có nhiệm vụ cầm phách cầm nhịp để hát karaoke rất là dễ cũng như nghe nhạc. Một đơn là DMB 2012, tiếng có đánh như bòn, tiếng cắt đánh lẩy sáng trông ngọt, hát karaoke bay phiêu nhẹ không chút lít. Đây là một cái clip ghi ảnh, ghi hình để kỷ niệm và cũng như sự bàn giao của karaoke VIP nhất cho bác Cảnh để về Hải Phòng để thỏa mãn những ngày lao động vất vả của mình giải trí. Sông quê, 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 sông
Trời mãi.